Chào tất cả các bạn ha, mình xin tự giới thiệu, mình tên Đặng Hoàng Vinh, nhân viên bán hàng Huyết Honda Hồng Đức 11. Địa chỉ cửa hàng của mình là số 954 ấp Cầu Sáng, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Và số điện thoại liên hệ của mình là 0907 759 795. Và hôm nay mình sẽ quay review cho các bạn về báo giá xe vào đầu tháng 3 và một số chương trình khuyến mãi kèm theo xe. Thì hôm nay thì mình sẽ review cho tất cả các bạn nha. Và sau đây thì mời các bạn vô chi tiết từng dòng xe mà mình sẽ báo giá cũng như chương trình khuyến mãi kèm theo dòng xe đó. Trước mắt các bạn đây là dòng xe Winis nha các bạn. Thì hiện tại giờ bên công ty của mình đang có chương trình khuyến mãi rất là hot. Thứ nhất là các bạn mua xe thì các bạn sẽ được hỗ trợ phí đăng ký biển số là 2 triệu nha các bạn. Hỗ trợ phí đăng ký cho mình là 2 triệu. Ngoài ra thì mình còn được tặng thêm một cái phiếu thay dầu cao cấp của Honda trị giá 226.000. Ngoài ra khi các bạn mua xe, mua trả góp thì các bạn sẽ được hưởng chương trình lãi suất 0% nha các bạn. Và chương trình của mình là áp dụng cho dòng xe Winis nha các bạn, kéo dài từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3. Thì các bạn có nhu cầu thì mình nhanh tay lên mình mua nha các bạn. Và đặc biệt trong đợt chương trình khuyến mãi này thì mình được hỗ trợ phí đăng ký nha các bạn. Phí đăng ký trước bạ là 2 triệu. Ngoài ra thì công ty còn hỗ trợ cho các bạn thêm một cái phiếu quà tặng với giá 1 triệu đồng. Thì tổng ưu đãi các bạn trong thời điểm này, trong tháng 3 này lên tới 4,7 triệu nha các bạn. Dòng Winis, và hôm nay mình sẽ báo giá cho các bạn tham khảo luôn nha. Thì hiện tại trước mắt các bạn đang là Winis bản thể thao nha các bạn. Thì giá cập nhật hôm nay cho các bạn đó là 40. Bản thể thao là 40, Winis bản thể thao hôm nay là 42.990 nha các bạn, cũng như là 43 triệu á. Rồi đây trước mắt của các bạn hôm nay là một số phiên bản của Winis, nhưng mà với bản này là bản sơ độ của công ty mình nha các bạn. Bản độ này thì nó không có nằm trong bản màu sơn của công ty Honda. Đây là bản sơ độ công ty mình. Thì những cái bản này thì công ty mình đặt sơn độ riêng, nó không có nằm trong bản màu của màu sơn của Honda, cho đó các bạn sở hữu thì nó sẽ có một cái sự gì đó, nó sẽ độc quyền và đẳng cấp. Thì chương trình khuyến mãi và chương trình tất cả chương trình ưu đãi cũng giống như chiếc Winner nãy mình vừa báo cho các bạn nha. Các bạn, bản này là bản độ đấu tem nha các bạn, HP4. Đấu tem HP4. Và bản độ thì giá sẽ cao so với bản thường là 3,2 triệu nha các bạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ xin báo giá cho các bạn dòng xe SH nha các bạn. Trước mắt các bạn đây là chiếc xe SH 150 phiên bản ABS. Đây là dòng phiên bản mắc nhất của dòng xe SH nha các bạn. Hiện tại giờ chương trình khuyến mãi dành cho dòng xe SH của mình đó, thì các bạn mua xe các bạn sẽ được tặng phiếu giảm giá trị giá là 1 triệu đồng. Ngoài ra thì các bạn còn được tặng một cái gói quà tặng thêm 1 triệu đồng, là bao gồm nón bảo hiểm, thẻ quýt, móc gắn chìa khóa, cái đổ xăng miễn phí cho mình là 2 lít, phiếu thay nhớt giảm giá 50% cho mình là 6 lần, được tặng áo phông nha các bạn. Thì đây mình sẽ báo giá cho các bạn tham khảo nha. Thì chiếc 150 phiên bản ABS, giá cập nhật hôm nay các bạn là 118.990.000 nha các bạn. Đó là trừ phí hỗ trợ 1 triệu rồi nha. Là còn 118.990.000. Rồi. Thì tiếp theo đây mình sẽ báo giá cho các bạn ở dòng xe LX. Thì về chương trình khuyến mãi cũng tương tự như dòng xe SH. Thì ngoài chương trình khuyến mãi của Winner nó có chương trình đặc biệt, thì tất cả dòng xe khác của mình thì chương trình khuyến mãi đều giống nhau hết nha các bạn. Thì dòng Alas hôm nay mình cập nhật giá cho các bạn là dòng 150 phiên bản đặc biệt, thì giá hôm nay cập nhật cho mình đó là 61.490.000 nha các bạn, như 61,5 triệu. Và mình được tặng gói quà tặng 1 triệu đồng. Đây thì dòng SH Mo nha các bạn. Trước mắt các bạn đây là dòng SH Mo phiên bản cá tính. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật giá cho các bạn là 72.490.000 nha các bạn. 72.490.000, gói quà tặng 1 triệu đồng của mình bao gồm nón bảo hiểm, thẻ quýt, móc gắn chìa khóa, phiếu đổ xăng miễn phí cho mình là 2 lít, phiếu thay nhớt giảm giá 50% mình 6 lần, và được tặng áo thun nha các bạn.
Đây là cũng một cái phiên bản cá tính nhưng nó là màu đỏ đen nha các bạn. Sau đây thì mình sẽ báo giá cho các bạn về dòng xe Future. Thì dòng xe Future đây là Future bánh mâm nha bạn, Bình Đúc. Thì giá hôm nay cập nhật cho các bạn là 35.490.000. Các bạn cũng được hưởng chương trình khuyến mãi tương tự như các dòng xe còn lại. Dòng xe trước là mình được tặng bối và tặng giá 1.000.000 các bạn, đóng bảo hiểm, thẻ VIP, đóng chìa khóa, phiếu lô xăng miễn phí 2 lít, phiếu thứ nhất giảm giá 50% 6 lần rồi tặng áo thun. Và nhân tiện đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn một phiên bản. Đây là phiên bản độ của công ty của mình, thì các bạn thấy rất là khác nha. Chắc nhiều bạn chắc là không thấy cái bản màu này. Cái bản màu này là bản màu độ do công ty mình đặt sơn lại, không nằm trong bản màu của Honda. Màu này là màu xám ghi nha các bạn, đấu tem cho các bạn luôn. Rồi trước mắt đây là các bạn, đây là dòng Venfa. Thì cập nhật giá hôm nay dòng Venfa của mình là 18.490.000 nha các bạn. Và dòng Venfa bên công ty của mình cũng có độ luôn, là với những chiếc độ đỏ đen phía trước mặt các bạn, đây là cộng thêm 2.5 triệu màu sơn độ nha các bạn. Đây là dòng quay GDX. Thì dòng này thì cũng mới vừa ra mắt gần đây nha các bạn. Và giá cũng rất là không có sự thay đổi trên lệch nhiều so với phiên bản cũ. Thì giá hôm nay cập nhật cho các bạn là 21.690.000. Quay GDX nha các bạn, phiên bản mới 2019. Đây cũng là một cập nhật cho các bạn một dòng xe số nữa, đó là dòng Blast. Đây là dòng xe cũng khá là phổ thông nha các bạn, sử dụng rất là rộng rãi. Thì giá cập nhật hôm nay cho các bạn là 18.290.000. 18.290.000 nha các bạn, là sử dụng phiên bản bánh trăm không đùng. Đây thì mình cũng cập nhật cho các bạn luôn dòng ly mới hiện tại hôm nay. Thì các bạn trước mắt các bạn, đây là dòng ly cao cấp nha các bạn, dòng ly cao cấp. Thì giá hôm nay cập nhật cho ly phiên bản cao cấp của mình là 40.090.000. Còn nếu các bạn sử dụng phiên bản tiêu chuẩn thì giá là 38.090.000, là chiếc màu đỏ nha các bạn. Còn bản cao cấp đó là chiếc màu vàng trắng kem nha các bạn. Thấy vậy nó khác nhau thì hai phiên bản thì giá cả khác nhau luôn. Rồi đây là chiếc SH150 phiên bản ABS, nhưng mà phiên bản này là được độ lại nha các bạn, độ lại màu sơn. Thì giá của mình báo cho các bạn hôm nay là bản 150 thì 118.990.000, được độ màu sơn các bạn, cộng thêm 3.5 triệu nha. Đây là phiên bản Alex của phiên bản cũ 2019 nha các bạn. Phiên bản này là phiên bản đang mờ kỷ niệm 10 năm. Thì giá cập nhật hôm nay của mình luôn là 46.490.000. Tiếp theo đó thì cũng là một dòng Alex, nhưng mà nó là phiên bản 2020, động cơ 150 phân khối nhưng mà bản tiêu chuẩn. Thì giá hiện tại cập nhật hôm cho mình hôm nay là 59.490.000. Chương trình khuyến mãi cũng đầy đủ nha các bạn, và tặng kèm theo xe đầy đủ. Đây cũng là một phiên bản 2020 nhưng nó là phiên bản tiêu chuẩn của 125. Thì giá nó tầm khoảng 4, chính xác luôn cho mình là 45.490.000 nha các bạn. Thì là 45.500.000 các bạn dễ nhớ. Đây cũng là một bản phiên bản 150 nhưng bản tiêu chuẩn, nhưng mà màu này là màu xám đen nha các bạn. Rất là đẹp nha, màu này ở ngoài nhìn rất là đẹp. Thì giá cập nhật hôm nay cho mình là 59.490.000. Đây là một cái phiên bản Vision nha các bạn. Vision này là cái giá này thì thị trường hiện nay các bạn cũng tham khảo rất là nhiều. Thì hôm nay mình báo giá cho các bạn luôn nha. Thì phiên bản cao cấp của mình là giá 33.390.000 nha các bạn. Ngoài ra thì các bạn có sử dụng những bản nào độ, ví dụ như chiếc màu cam này là bản độ, thì các bạn cộng thêm giá cho mình là 3.3 triệu. Còn các bạn sử dụng bản tiêu chuẩn cao cấp bình thường thì giá là 33.390.000. Đây cũng là một bản độ luôn nha các bạn, màu xanh đen cũng rất là lạ, rất là độc đáo. Những bản độ này thì công ty mình đặt sơn đáp ứng nhu cầu khách hàng, khách hàng có nhu cầu.
Thì những cái khác, những cái tông màu của Honda thì công ty của mình cũng có đặc sơn riêng cho những cái màu này. Màu này là màu bạc đen nha các bạn, nhìn cũng rất là đẹp. Mẫu này thì nó độ lên giống như HS Moi nha các bạn, độ giống như HS Moi. Ngoài ra thì bên công ty của mình cũng có bán chương trình hỗ trợ bán trả góp luôn nha các bạn. Thì các bạn chỉ cần trả trước khoảng 20% giá trị của xe là mình có thể mua trả góp được rồi. Ví dụ như xe của mình là 18 triệu thì các bạn trả 20% thì nó khoảng 3-4 triệu thôi. Thì điều kiện của mình chỉ cần giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu là được rồi nha các bạn. Đây là dòng quy xanh, cũng là màu đỏ hoa văn nha các bạn. Màu này cũng là màu độ của công ty mình luôn. Màu độ hiện tại giờ mình thấy là khách hàng rất là ưa chuộng nha các bạn, vì những cái màu này thì nó rất là đẹp, rất là bắt mắt nha. Nhìn xe rất là đẹp. Đây là màu độ xanh đen nha các bạn. Màu này rất là độc đáo nha. Màu này là bên công ty mình mới vừa độ xong luôn á. Rồi vừa rồi thì mình cũng đã cập nhật giá cũng như báo chương trình khuyến mãi cho các bạn xem tham khảo. Thì các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ mình. Mình tên Đặng Văn Vinh, nhân viên bán hàng Hyundai Honda Hồng Đức 11. Địa chỉ cửa hàng của mình là số 954 ấp Cầu Sáng, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại để liên hệ với mình là 0907 759 và 795. Thì hẹn các bạn những video clip lần sau nha. Mình chào các bạn.